Thì hiện tại sau khi trồng thì cây đã ổn định mà đã xanh trở lại nè. Đất thì đây là đất cát pha xét nên rất là cứng nè. Đây là mùa nắng nên nó rất là cứng, để không lủng nè, cứng lắm. Cát có một số chỗ thì đất rất là cứng, máy cày cày không được, không có tạo thành luống được đấy, nên chúng tôi sẽ bổ sung thêm cát vào. Nhà đam nuôi giống nuôi cái mô đấy, lên rất là đều và đẹp. Thì cũng sẽ có một số cây nó bị dạng như nó sốc nhiệt á, nó bị chết thì không đáng kể, chúng tôi sẽ trồng chậm sau. Chúng ta sẽ đi kiểm tra một chút ha. Mọi người nhìn thấy à, cái giống nha đam nuôi cái mô này cái lá rất là dài nè. Bữa nay trồng mới cao có hơn gang gang tay mà giờ nó hơn gang rồi nè, nó dài. Thì giai đoạn này nè nó sẽ sinh trưởng tăng trọng chiều cao, chiều dài của nó trước. Sau đó nó sẽ ổn định và nó sẽ tăng cái chiều ngang của cái lá này. Và thời gian thu hoạch của cái cây nha đam giống nuôi cái mô này là từ khi trồng ra vườn thực địa đến khi thu hoạch là khoảng tầm 6 đến 8 tháng. Đấy, còn đối với cây mẹ, nha đam mẹ và cây bự á, thì cứ khoảng tầm 3 đến 4 tháng là chúng ta sẽ thu hoạch lứa đầu tiên. Còn cây nha đam con tách ra từ cây mẹ thì nó sẽ lớn hơn cây mô này một chút và thời gian sinh trưởng nó sẽ khoảng tầm 6 tháng. Đấy, 6 tháng. Và cây mô này nếu chúng ta chăm sóc kỹ thì nó sẽ ổn định và nó sẽ phát triển rất là tốt nha mọi người. Thì khoảng tầm vài tháng nữa thì cây mô này sẽ tách cây con. Hiện tại cây này được gọi là cây F0 trồng từ phòng thí nghiệm. Cái cây cây mà nó tách lên từ cái gốc của cây nha đam này thì gọi là cây F1, cây giống ha, chúng ta sẽ nhổ và chúng ta trồng. Hiện tại khí hậu đang rất là nắng, cực kỳ nắng luôn, nên khi mà trồng mới trồng ra thì chúng tôi có che phủ lưới lan này để giảm bớt cái nhiệt và cái nắng để cho cây nó thích nghi tốt. Và sau khi nó ổn định khoảng tầm qua tháng 9, hết tháng 8 và tháng 9 chúng tôi sẽ gửi hết lưới lan này ra cho nắng nó chiếu xuống, bởi vì cây nha đam này thì nó chịu nhiệt, chịu ánh sáng mặt trời thì nó sẽ quang hợp được tốt ha. Ngoài ra thì giai đoạn còn nhỏ này cũng sẽ có hiện tượng sâu nên chúng ta sẽ bắt và trồng dặm những cái cây bị sâu ăn ha mọi người ha. Và ở đây là cái vườn nha đam giống nuôi cái mô hoàn toàn theo hướng hữu cơ, chúng tôi không sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu hoặc thuốc diệt cỏ gì ở đây hết ha. Và đây là có một cái cây nha đam bị sâu ăn, mọi người nhìn thấy không, có một cái vết lõm đây là sâu nó ăn. Nha đam tuy nó đắng nhưng mà cũng có rất là nhiều loại sâu ưa thích cái loại này. Đối với cây nha đam con thì cái độ đắng nó không có cao, còn cây nha đam mà lớn trưởng thành rồi thì sẽ có một cái chất đó, rất là đáng ở với lớp vỏ của lá. Đấy. Sau đất thì nó rất là nguy hiểm nên chúng ta cũng phải tiêu diệt nó. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian xem qua cái video này. Vườn nha đam giống nuôi cây mô đầu tiên tại tỉnh Ninh Thuận trồng vào tháng 7 năm 2023. Và nếu như mọi người có bất cứ câu hỏi, thắc mắc hoặc là góp ý, chia sẻ gì thì chúng ta cứ comment hoặc liên hệ với số điện thoại tôi để ở dưới video này. Thì chúng tôi sẵn sàng giao lưu, kết nối và chia sẻ những kiến thức về nông nghiệp tuần hoàn, ứng dụng, giá trị và lợi ích của côn trùng quế cho nông nghiệp bền vững. Và sẵn sàng chia sẻ những cái tư liệu quý, những cuốn sách về nông nghiệp tuần hoàn, những sách kỹ thuật về trùng quế do chính tay tôi và các cộng sự hợp tác biên soạn sẽ sẵn sàng đến tay độc giả trên khắp cả nước. Và sắp tới tôi sẽ dịch ra tiếng Anh những cái quyển sách này để chúng ta lan tỏa rộng rãi hơn cái nền nông nghiệp nước nhà ra cho bạn bè quốc tế trên thế giới biết là chúng ta là những người Việt Nam nói được làm được, và chúng ta sẽ phát triển cái nền nông nghiệp bền vững, gia tăng giá trị của cái ngành trùng quế và ứng dụng thật nhiều hơn nữa những cái lợi ích của khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học vào trong nông nghiệp. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau. Nếu như mọi người cảm thấy thích, hứng thú những cái video này xin hãy ủng hộ tác giả, like kênh YouTube Vương Trùng Quế, like share những cái video này để chúng ta cùng nhau cập nhật những cái kiến thức và giao lưu với nhau. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái clip tiếp theo nhé.